Phải luôn luôn nhận diện ngũ uẩn thì mình mới có thể thoát ra được sự vây hãm, sự chi phối của ngũ uẩn và dạy bảo ngũ uẩn theo ý mình muốn. Còn nếu mình không nhận diện ngũ uẩn thì ngũ uẩn sẽ dạy bảo mình, ngũ uẩn sẽ chỉ đường đi, nước bước cho mình ở trong vô minh. Cái học ngũ uẩn của mình để làm gì? Học ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn để rồi dạy bảo ngũ uẩn làm theo những cái thiện pháp mà mình đã được Đức Phật chỉ dạy, để dạy bảo ngũ uẩn làm những cái thiện pháp. Học ngũ uẩn là để làm như vậy đó, thực hành những cái thiện pháp, tu tập những cái thiện pháp để đưa mình đến sự bình an, sự an lạc và sự giải thoát khỏi khổ đau. Còn khi mình không học ngũ uẩn thì sao? Ngũ uẩn là cha là mẹ của mình, là ông là bà của mình. Ngũ uẩn dưới sự chỉ huy của vô minh sẽ dẫn dắt mình đi trong vô minh. Vậy thôi. Học ngũ uẩn thì sẽ đi đến cái sự làm chủ ngũ uẩn, dạy dỗ ngũ uẩn. Còn không học ngũ uẩn thì đi đến cái chỗ ngũ uẩn dạy dỗ mình, dạy bảo mình. Dạy bảo mình hành xử ở trong vô minh, dạy bảo mình sống ở trong vô minh. Mình muốn dạy ngũ uẩn hay muốn ngũ uẩn dạy mình? Muốn cái nào? Hả? À? Muốn dạy ngũ uẩn. Cái hay, cái tuyệt vời trong giáo pháp này là như vậy đó. Mình đi đến mình nhiếp phục được, nhiếp phục được ngũ uẩn trong tự thân này, nhiếp phục những cái dục ái tham sân si trong tự thân, nhiếp phục được, làm chủ được, diệt tận được những lậu hoặc, những vô minh, những pháp bất thiện. Khi mình tu học trong giáo pháp này muốn như vậy là phải nhận diện ngũ uẩn. Đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt. Mình đang có tưởng gì đây? Mình đang có một cái tưởng hình ảnh của một cái đối tượng, một cái sự vật, một cái sự việc, một cái hoàn cảnh làm cho mình bực bội, sanh khởi. Mình nhớ lại cái cảnh đó đó. Mình nói tưởng này sanh là do duyên xúc. Xúc gì? À, xúc nãy thấy, nãy nghe, nãy ngửi, nãy nếm, nãy xúc chạm. Rồi sao nữa? Tưởng này sẽ không có mặt khi mà không có xúc. Mà bây giờ cứ nuôi dưỡng cái tưởng này, đeo đuổi cái tưởng này, sống trong cái tưởng này được cái gì? Được cái lòng sân thôi, không có được cái gì trơn trọi á. Được cái lòng sân, được cái sự bực bội, được cái sự khó chịu, được một cái ý nghiệp bất thiện. Tại lúc đó nếu mà chưa có nói, chưa có ra tới khẩu nghiệp, anh đã đầu tiên hết là được một cái ý nghiệp bất thiện, sân si. Mà tu học được toàn là cái gì đâu không mà kỳ cục quá đi. Mình có muốn được như vậy không? Mình tự hỏi mình đó. Nói không, mình không muốn được như vậy. Mình muốn được một cái tâm thanh thản, được một cái tâm bình an, được một cái tâm không chấp thủ, không dính mắc. Chứ bây giờ được cái sân si, được cái khó chịu, được cái ác nghiệp thôi được chi? Phải không ạ? Mình đâu có ngu, đâu có ngu gì, đâu có dạy gì mà chọn cho mình cái con đường khổ đau. Đâu có dạy gì mà chọn cho mình những cái được mà gọi là sâu bọ rắn rít. Đâu có dạy gì mà chọn như vậy.
phải không ạ? Mình đã biết đây là một cái tô đựng rắn rít sâu bọ, chứ không phải là đựng cơm ngon. Thì dạy gì mình lấy cái đó mình ăn? Mình ăn mấy cái đó mà rắn rít sâu bọ, mình trở thành gì rồi? Trở thành gì? Quái vật. Quái vật, súc vật, súc sanh. Mà con gì ăn mấy con rắn rít sâu bọ? Con gì? Gà hả? Ủa gà ăn nó được hả? Gà sao ăn? À, ăn mấy con sâu, gà ăn mấy con sâu. Còn nhiều loài nữa. Thành ra là sau khi mình đã biết mình được cái gì, khi mình có một cái tưởng sân như vậy mà ám ảnh dính mắc hoài ở trong đầu mình, một cái thọ sân như vậy, mình được rác bẩn, mình được cấu quế, mình được rắn rít sâu bọ trong nội tâm mình. Mình thấy mình được những cái gì không có đẹp không mà không có hay gì trơn trọi à. Thôi thấy vậy thôi, này nhường cho người ta đi, ai cũng được cái này được, tôi không muốn được cái này. Phải không ạ? Mình chọn cao lương mỹ vị, mình chọn pháp của các bậc thánh hiền nhân, của các bậc hiền trí. Thành ra mình không thích những cái đường mà ghê gớm như vậy, ghê sợ như vậy, không thích. Thành ra mình đào thải cái tưởng đó. Mình không có nuôi dưỡng những cái tưởng, những cái hình ảnh ám ảnh trong nội tâm mình về dục ái tham sân si ở trong. Thành ra phải nhận diện ngũ uẩn là như vậy đó. Nhận diện hành. Ý hành đang nói gì đây? Ý hành nó chạy một vòng theo cái thọ cái tưởng nào? Nói hoài xúi dục bậy bạ, lãi nhãi, tép dép hoài ở trong đầu của mình, mệt mỏi quá. Sanh là do duyên gì phải nhận diện ra? Duyên thấy, duyên nghe hay duyên vô minh? Mình phải nhận diện ra, rồi sau đó mình nhiếp phục, làm cho mình an tịnh lại, làm cho tâm không có lãi nhãi nữa. Suy nghĩ những cái pháp hiện thiện, thánh thiện, đưa đến làm cho tâm trong sạch, thanh tịnh, thanh cao, thì cho nó suy nghĩ. Suy nghĩ những cái điều mà thấp kém, vớ vẩn, dục ái tham sân si thì thôi, không cho nó suy nghĩ. Mình sẽ dạy cho nó những cái suy nghĩ gì nó phải suy nghĩ. Học cái này là mình phải biết dạy dỗ cái tâm của mình. Con ơi, trích ra cái bài cách tác ý dạy bảo tâm. Trong cái bài đó có đưa vô cái hình của cái người mẹ chỉ dạy cái đứa con. Thì mình phải dạy cái thọ tưởng hành của mình như là một người mẹ mà dạy con vậy đó. Xưa nay mình không biết, mình sống mình để cho mấy đứa con của mình sắc thọ tưởng hành thức đó, thích gì làm đó. Nó muốn quậy gì nó quậy, muốn phá gì nó phá. Nhưng mà bây giờ mình học rồi, mình biết rồi, mình biết là mình có mấy cái đứa con như vậy đó, thì mình phải dạy nó, quay trở lại dạy con, không để cho con mình lộng hành nữa. Vậy sao mà con mình xếp re hết, mà con mình là xưa nay là sao, nó quen rồi trong cái thói là sao? Người đời người ta gọi là câu gì, câu gì mất gì, mất cái dạy, không có được dạy dỗ, gọi là mất dạy, là nó không có được dạy dỗ. Con mình xưa nay là nó không được dạy dỗ, sắc thọ tưởng hành thức là không được dạy dỗ. Xưa nay là mình để cho nó sống hoang du, sống rừng rú, sống thoải mái, sống ngông nghênh, sống cuồng điên, sống bản ngã. Xưa nay là mình để cho năm đứa con này nó sống như vậy đó. Và bây giờ nhờ được gặp dòng pháp này, nhờ được thắp lên ngọn đèn trí tuệ từ bậc chánh đẳng chánh giác, mình đã nhìn ra, mình đã nhận diện ra, ồ, mình có năm đứa con quậy trời đó.
Nó còn toàn là chỉ dạy mình những cái mà đi đến khổ đau không à. Nó dẫn mình đi sao? Lòng vòng trong sanh tử. Nó dẫn mình đi trong phiền não, trong khổ đau, trong nước mắt, trong bất an, trong lo sợ, trong hãi hụt. Xưa nay mình bị năm đứa con này quậy phá tơi bời mà mình không hay không biết. Nó làm cho mình khổ từ đời này sang đời nọ sang đời kia mình không hay biết. Nó muốn khống chế mình sao khống chế, chỉ huy sao chỉ huy, hoạt động sao hoạt động. Nó lộng hành, nó tung hành trong nội tâm của mình. Tội nghiệp mình không? Thấy tội nghiệp mình quá đi phải không ạ? Bây giờ mình nhận ra mình có ngũ quỷ. Người ta kêu ngũ quỷ phải không ạ? Năm đứa con nghịch phá như quỷ vậy đó, người ta kêu là ngũ quỷ. Mình có năm đứa con quậy phá này rồi, nhận ra rồi, bây giờ nhận ra rồi. Khổ nổi có con mà không biết. Con quậy phá cũng không biết. Con lên đầu lên cổ ngồi cũng không biết. Rồi bây giờ nhờ ngọn đèn trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác chiếu soi sự thật về những đứa con này, đó là tứ thánh đế bốn sự thật về những đứa con phá gia chi tử của mình. Ngài đã cho mình thấy sự thật, cho mình thấy điều đó. Thấy rồi, bây giờ bắt đầu phải lo cái công cuộc dạy dỗ con. Dạy cái đứa con tên là Sắc. À, dạy thằng Sắc. Sắc sao? Phải an tịnh nè, phải quay nghi nè, phải tài chỉnh nè. Phải định tĩnh nè. Thân hành, khẩu hành. Phải hộ trì nè, phải trang nghiêm nè, phải thanh tịnh nè. Làm ở đâu biết ở đó nè. Chánh niệm tỉnh giác biết hậu quả của việc làm nè. Mà Sắc à, con chỉ là tứ đại thôi nha con. Con chỉ là tứ đại hợp thành thôi nha con. Bản thân con bên trong là 32 thể bất tịnh. Con là một hợp chất bất tịnh như vậy đó con à. Và gom lại thì đó chính là gì? Con chính là sự phối hợp của đất nước gió lửa. Một ngày nào đó con sẽ nằm dài trên đất, hơi thở của con sẽ không còn, phong đại sẽ từ bỏ con mà ra đi, cơ thể của con sẽ lạnh ngắt, quả đại sẽ từ bỏ con mà ra đi. Con lạnh dần, lạnh dần, lạnh dần, rồi trương phình lên, xanh đen lại và nát thối ra. Rồi sẽ được sinh ra từ trong cơ thể của con, sẽ ăn hết nội tạng của con, rồi trào ra ngoài, ăn hai con mắt của con, ăn thịt của con, ăn da của con, cùng với các loài vật khác. Thịt da con sẽ không còn nữa. Bộ xương trong con sẽ dần hiện ra. Và rồi bộ xương của con cũng sẽ tách rời nhau ra, rải rác, rải rác, rải rác. Thịt không còn, máu không còn, gân không còn. Thời gian sau nữa, xương của con sẽ trắng xác ra, sẽ rải rác, và rồi cuối cùng nó sẽ, xương của con sẽ mục thành bột con à. Này Sắc, con có biết sự thật về con không? Con có biết con là ai trên cuộc đời này hay không? Này Sắc Pháp, con chỉ là một tứ đại
và một sắc pháp, một sắc tướng do tứ đại tạo thành mà thôi con à. Con đừng hôn mê, con đừng vô minh, con đừng vỗ ngực xưng tên nữa nha con. Con đừng xem ta đây là quầy là khác nữa nha con. Con hãy chánh niệm, hãy định tĩnh trở lại đi. Con hãy tu tập tự thân của con đi. Con hãy nghiêm túc trong oai nghi của con đi. Đi đứng nói cười tề tề chỉnh chỉnh. Làm việc chánh niệm đâu ra đó nha con. Con sống đàng hoàng như vậy thì con chết người ta còn thương con, còn tán thán con, còn tôn trọng con, còn kính thờ con. Con sống không đàng hoàng, con chết người ta vỗ tay, người ta ăn mừng. Một sắc pháp chẳng ra gì đã qua đời, người ta sẽ nói về con như vậy đó con à. Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Con là một sắc pháp vô thường, nhưng hãy sống thật là đẹp, thật là thanh tịnh trên cuộc đời này. Để con chết rồi, con vẫn còn một cái tiếng thơm. Trên cuộc đời này, một thân xác chân chánh đã từng có mặt trên cuộc đời này, đã từng sống chân chánh trên cuộc đời này. Này sắc quẩn, này sắc pháp, con muốn được tiếng thơm hay con muốn được tiếng thối? Con muốn được cái gì? Con hãy sống như thế nào để cho ta thật sự là an ổn về con, bình yên về con. Hãnh diện rằng con đã từng có mặt trên cuộc đời này. Một ngày nào đó khi con ra đi, ta không bị người khác chê cười rằng ta có những đứa con hư hỏng. Ai nghi không tề chỉnh, thân hành không tề chỉnh, đi đứng không tề chỉnh, không trang nghiêm, không có ai nghi của một người tu, ta thật là nhục nhã. Hãy nỗ lực lên nha con, hãy đàng hoàng nghiêm túc nha con, hãy quay nghi tề chỉnh nha con, hãy hộ trì các căn nha con. Này sắc pháp, hãy cố gắng lên con. Ta sẽ luôn theo sát con, sẽ luôn quán sát con, sẽ luôn nhắc nhở con để con trở thành một người đàng hoàng, nghiêm túc, chân chánh trên cuộc đời này. Đó, dạy con là dạy như vậy đó. Dạy con là dạy như vậy đó. Dạy ngũ quẩn là dạy như vậy đó. Dạy phải tới nơi tới chốn, dạy phải cặn kẽ, dạy phải kỹ lưỡng, dạy phải sâu sắc. Vừa dạy tổng quát, vừa dạy chi tiết mọi mặt cho con mình nó vững, nó nắm, nó biết được. Mình dạy sơ sài quá. Mà con mình vốn là đứa con hoang du từ ngàn đời ngàn kiếp rồi. Bây giờ dạy con một cách sơ sài, làm sao con mình có thể chỉnh sửa được tập khí của nó? Phải không ạ? Thành ra dạy con là phải dạy cẩn trọng, cẩn thận, để tâm để ý vào trong đó, nhắc nhở từng ly từng tí. Đi đứng nói cười phải làm sao con? Ngó tới ngó lui phải làm sao con? Giơ tay duỗi tay phải làm sao con? Niệm quay nghi niệm hành động của Đức Phật dạy là như vậy đó. Mang ý nghĩa là dạy con đó, dạy ngũ quẩn đó, dạy sắc quẩn đó, mình hiểu không? Hiểu ra chân lý này chưa? Tuyệt vời không? Dạy cẩn trọng từng ly từng tí. Đại tiện tiểu tiện cũng phải tỉnh giác nha con, chứ không phải con vô trống con ngồi con phóng vật nha. Nhắc nhở từng ly từng tí như vậy đó. Đó là dạy con đó.
để cho con nhìn thấy được cái sự thật về con. Niệm bất tịnh, niệm tứ đại, niệm sát chết. Đức Phật đã chỉ dạy cho mình một phương pháp dạy con tuyệt vời, mà phương pháp dạy ngũ uẩn một cách tuyệt vời, thiện xảo, sắc xảo, tinh tế, tinh vi, hoàn hảo. Không có để cho mình lơi lỏng một cái chỗ nào hết trơn trọi. Không có để cho phép cái ngũ uẩn này lơi lỏng cái chỗ nào hết trơn trọi. Chỉ dẫn cái sự nắm bắt ngũ uẩn một cách cặn kẽ, tinh tường. Cặn kẽ, tinh tường, sắc sảo, tinh vi, tinh tế. Giáo pháp của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là một giáo pháp hoàn thiện, hoàn hảo. Hoàn thiện, hoàn hảo, tuyệt hảo trên cuộc đời này. Thì chỉ dạy cho mình một đường lối tu tập với 8 sự chân chánh, mà phương pháp quán niệm với những cách đặt tâm, quán sát thân tâm một cách tinh tế, thiện xảo, đầy đủ cái sự nắm bắt nội tâm một cách trọn vẹn, nắm bắt thân tâm này một cách trọn vẹn. Nhờ sự nắm bắt thân tâm một cách trọn vẹn cho nên mới đi đến cái gì? Sự nhiếp phục được thân tâm một cách trọn vẹn. Mà nhiếp phục thân tâm một cách trọn vẹn thì đi đến gì? Đi đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi cái gọi là thân, cái gọi là tâm vô thường này. Tất cả phải trọn vẹn, chứ không phải chỉ là một phần. Tất cả phải trọn vẹn. Nắm bắt thân tâm này là phải nắm bắt một cách trọn vẹn. Nắm bắt ngũ uẩn là phải nắm bắt một cách trọn vẹn, thì mới có khả năng nhiếp phục được ngũ uẩn, chế ngự được ngũ uẩn, diệt tận được những pháp bất thiện nằm trong ngũ uẩn, diệt tận được lậu hoặc và vô minh. Dạy con là phải dạy như vậy đó. Phải dạy như vậy đó. Đó, thầy dạy về sắc uẩn rồi đó. Bây giờ tôi dạy, dạy gì? Dạy thọ uẩn, dạy tưởng uẩn, dạy hành uẩn, dạy thức uẩn. Phần còn lại mình tự dạy được không ạ? Em cứ như vậy mà đắc ý dạy cảm họ. Thọ này thọ kia sanh khởi nhận diện cảm họ. Thọ thiện thì khuyến khích, khích lệ nó tăng trưởng phát triển. Thọ bất thiện thì rầy la nó, nhiếp phục nó, diệt tận nó, không cho phép nó được tiếp tục như vậy nữa. Con hư nha thọ, con sân si như vậy là con hư nha thọ. Ta không muốn nhìn thấy con hư như vậy nữa nha thọ. Con tu đến ngày giờ này mà sao con ngu quá vậy thọ. Con tu đến ngày giờ này mà con còn sân hả thọ. Sao mà con ngu mà sao mà con lì quá vậy. Dạy con hoài không có được phép sân. Sân không có được gì hết. Sân mà xuống địa ngục. Vậy mà con thấy con nghe một chút xíu con lại sân rồi. Thọ ơi thọ, sao mà con ngu lâu dài quá vậy con. Trời cao đất rộng con không muốn hay sao mà con cứ muốn địa ngục hoài vậy con. Ta dạy con cực quá à. Con sân như vậy là đủ rồi. Sân như vậy là vừa rồi. Dừng lại đi con. Con ngu quá, con ngu quá, con làm ta khổ quá. Con có biết mỗi lần con sân hận như vậy là con làm ta mệt mỏi, ta khổ lắm không? Mà sao con cứ thích sân hoài vậy? Con cứ thích làm khổ ta hoài vậy cảnh thọ. Này thọ ngu ơi, này đứa con ngu si kia ơi, đừng tiếp tục ngu nữa nha. Ta gian xin con đó, đừng ngu nữa nha. Thôi được rồi, duyên với nhau đến đây là đủ rồi. Tan biến đi con, giải tán đi con.
Diệt tận đi con, ta với con không còn nhân duyên với nhau nữa. Được không? Tắc ý vậy đó. Cái sắc thọ tưởng hành thức thì đều là con của mình hết, những đứa con quan du, quan dại của mình. Những đứa con bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp không được dạy dỗ của mình, thì bây giờ mình dạy đó. Cái tưởng sanh khởi, này tưởng con, này tưởng con, sao ngu quá vậy con? Từ nãy giờ ta đã nhắc con là buông đi, mà con cứ khởi tới khởi lui ám ảnh ta hoài. Rồi một hơi con lại dẫn ta về trong sự sân hận. Này tưởng con, sao con lì quá vậy? Sao con làm khổ ta quá vậy? Ta đã nói rồi, ta tu, ta không được phép sân. Vậy mà con cứ dập dìu trong đầu ta hoài à. Đức Phật có cho phép con sân không? Đức Phật có cho phép con nhớ tưởng những cái chuyện sân hận không? Đức Phật đâu có cho phép con như vậy đâu. Mà sao con cứ nhắc nhở ta hoài ba cái chuyện sân hận vậy con? Con thiệt là độc ác rồi nha tưởng. Con hại ta nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi tưởng. Bây giờ cũng tiếp tục ám ảnh ta, làm phiền não ta nữa ư? Ta đã muốn bỏ qua rồi, ta đã nói chuyện đó không đáng, ta muốn bỏ qua, vậy mà con cứ ám ảnh trong đầu ta. Ta mệt mỏi với con quá đi tưởng. Đủ rồi nha con, nhân duyên ta với con đến đây là đủ rồi. Ta không muốn nhìn nhận con là con của ta nữa. Ta không có những cái đứa con mà mắc cái sự dạy dỗ lâu rồi. Ta không muốn vậy nữa. Ta với con hết nhân hết duyên, tan đi biến đi, chấm dứt đi. Và đừng bao giờ sanh khởi trở lại nữa nghe chưa con. Chết một cách hoàn toàn đi con. Mình dạy vậy đó. Được chưa? Giờ biết cách dạy dỗ con chưa? Trước khi tu tôi không có con, mà sao tôi tu giờ tôi lội ra năm đứa con vậy nè. À, tôi mệt mỏi quá. Ta nói trời ơi, chỗ tu nào mà sao kỳ cục con cái đầy hết vậy nè. Ngủ quẩn quá. Sắc thọ tưởng hình thức là năm đứa con quậy của mình á. Như vậy thì tác ý để mà nhiếp phục. À, tác ý để mà nhiếp phục. Tác ý như vậy đối với hành, đối với thức. Mỗi cái phải đưa ra ví dụ vậy đó hả? Thì đối với hành cũng vậy, mình cũng tác ý vậy. Này hành con, sao con cứ nói lải nhải hoài vậy con? Con gia nhất vậy con? Cái chuyện đó ta đã nói với con là bỏ qua đi, vậy mà con cứ lải nhải trong đầu ta hoài à. Con này kỳ cục rồi nha, ta chán con quá đi hành. Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm con lải nhải suốt ở trong nội tâm của ta. Đêm ta ngủ con cũng lải nhải nữa. Nhiều đêm con cho ta ngủ. Con gì mà quậy thấy ghê quá. Ta chán người lắm rồi đó. Ta muốn nhận ngươi là con của ta nữa, tan đi biến đi. An tịnh đi. Đừng làm phiền ta nữa nghe chưa? Này hành đừng làm phiền ta nữa nghe chưa? Ta với ngươi hết duyên rồi. Tan đi biến đi, an tịnh lại đi. Đó là tác ý về hành đó. Tác ý về thức nè. Gì cũng muốn nhìn, gì cũng muốn thấy, gì cũng muốn nghe trơn trọi á. Thích. Thích phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý để được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc chạm, được hay biết, rõ biết. Cái thích, cái muốn như vậy đó mà cứ nó sanh ra sáu căn hoài. Sanh ra sáu căn rồi phiền não với sáu căn.
Thành ra thôi, những chuyện gì không phải là thánh pháp thì không cần phải thấy, không cần phải nghe. Nghe chưa con? Thức con. Khi nào đó là thánh pháp thì con hãy thấy, con hãy nghe, con hãy tìm hiểu. Còn nó không phải là thánh pháp thôi, buông đi con. Ba cái chuyện tham sân si thế gian mà, con muốn thấy, con muốn nghe, con muốn hiểu để được cái gì? Thành ra những cái chuyện thế gian con không cần thấy, không cần nghe đâu. Chính vì mà con cứ muốn thấy, muốn nghe những cái chuyện thế gian như vậy mà con cứ sanh ra sáu căn hoài hoài, mà con phải khổ vì sáu căn. Mà đâu phải lúc nào con sanh ra con cũng được đầy đủ sáu căn đâu. Có khi con chỉ có 5 căn thôi, 4 căn thôi, 3 căn thôi à. Như con dồi có mấy căn? Con dồi nó có mắt không ha? Này nghiên cứu lại đi. Thành ra là sanh ra làm giống như con dồi là không biết nó có mấy căn nữa. Phải không ạ? Để làm con người nhiều khi bất hạnh đâu có đầy đủ sáu căn đâu, do ác nghiệp á, thiếu căn. Mà hãy đầy đủ căn thì sao? Đầy đủ cái duyên để dính mắc với lại sáu trần, đưa đến phiền não và khổ đau, đưa đến dục ái tham sân si sanh khởi. Nên là chỗ để cho dục ái tham sân si có thể sanh khởi. Phải không ạ? Bây giờ không có sáu căn, không có tiếp xúc sáu trần, lấy gì có duyên cho dục ái tham sân si sanh khởi? Không sanh ra sáu sự rõ biết hay biết, có căn thì mới sanh ra sự hay biết rõ biết. Mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp. Mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Con mắt không thì là nhãn căn, nhưng mà khi nói mắt thấy là khi đó là thuộc về nhãn thức. Nhớ chỗ này chưa? Lỗ tai không là thuộc về nhĩ căn, khi mà nói tai nghe là khi đó thuộc về nhĩ thức. Lỗ mũi đây là thuộc về gì? Tỷ căn. Tự nhiên cái dùng vô tiếng Hán lãng xẹt. Mắt tai, nhãn nhĩ tỷ thiệt. Sao không ghi là mắt tai mũi lưỡi? Gọi là mũi căn đi, lưỡi căn đi. Thấy không? Khi nói cái mũi là thuộc về gì? Mũi căn. Nhưng mà khi nói là mũi ngửi là khi đó là thuộc về gì? Mũi thức. Tại vì mình nói tỷ thức thì mũi thức. Lưỡi cũng như vậy, cái lưỡi là thuộc về gì? Lưỡi căn. Mà lưỡi nếm, lưỡi nếm, lưỡi rõ biết vị là thuộc về gì? Lưỡi thức. Tỷ thức, thiệt thức, thần thức, ý thức. Mình nhớ ha. Thì nãy giờ là con nói chứ chúng ta toàn ở chỗ thấy nghe ngửi nếm xúc chạm đó. Mà những cái gì mà thuộc về pháp thế gian không cần thiết phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc chạm. Cái gì thuộc về pháp xuất thế gian thì khi đó cần phải thấy, cần phải nghe, cần phải ngửi, cần phải nếm, cần phải xúc chạm. Cần phải ngửi được nơi đâu có mùi của thánh pháp, phải ngửi ra. Phải nếm được hương vị của thánh pháp, phải xúc chạm được với là thánh pháp, phải thấy được thánh pháp, phải nghe được thánh pháp, phải ngửi được hương vị của thánh pháp, phải nếm được hương vị của thánh pháp, hương với vị đó nha, phải xúc chạm được với là thánh pháp, phải biết rõ thánh pháp. Khi nào thánh pháp thì cần, không phải thì thôi, thì buông. Thành ra khi thấy, khi nghe những cái chuyện thế gian đó, hay là nghe từ xa xa, xa có dấu hiệu nói xấu ai đó là bắt đầu đóng tai nha, bắt đầu để ý rồi nha.
có dấu hiệu nói xấu ai đó là để ý rồi nha. Chắc nói xấu tôi quá, bắt đầu khó chịu rồi nha. Sáng tôi nói với bà đó vậy mà giờ bà đó đi nói với ông kia thấy ru ri vậy đó. Không biết có phải nói chuyện tôi sáng không đó. Tò mò, thắc mắc. Thành ra nói thôi được rồi, thức ơi, nhãn thức, nhĩ thức ơi, đừng tò mò thắc mắc nữa. Thắc mắc ba chuyện vô thường phiền não không mà. Chuyện người ta làm gì kệ người ta đi, ráng tìm hiểu thánh pháp nè, nghe thánh pháp nè, học thánh pháp nè. Đừng tò mò thắc mắc những chuyện phía bên ngoài. Mình dạy như vậy đó. Và mình quan sát rồi đây là do duyên thức, rồi mới đưa đến xúc, mới đưa đến thọ tưởng hành sanh khởi, mới sanh đến một cái chuỗi phiền não dính mắc về sau này. Thành ra mình không yêu thích cái thức đó, không yêu thích cái sự hay biết rõ biết đó. Hãy có thức là trước đó phải có gì? Có gì? Phải có căn, phải có trần. Và thức là sự hay biết rõ biết, nó phải có cái đối tượng đó, nó hay biết rõ biết chứ. Thì như vậy nó lại có một cái chuỗi ám ảnh dính mắc về sau. Và anh biết thức cũng là duyên sanh, cũng là vô thường mà thôi. Hãy mình thích cái sự hay biết rõ biết thì sẽ có những cái sự dính mắc đối với lại những sắc thanh hương vị xúc, những sắc thọ tưởng hành khác mà thôi. Mình quan sát như vậy đó. Sau khi mình quát như vậy thì sao? Mình nhắc nhở sao? Thôi, hay biết rõ biết vừa phải thôi, quay về hay biết rõ biết những cái lời mà Đức Phật đã chỉ dạy cho mình. Quay về hay biết rõ biết bao nhiêu đó, thôi là được rồi. Thì như vậy đó là cái lý do mà mình cần phải nhận diện ngũ uẩn, cần phải quan sát về ngũ uẩn ở trong cái phần niệm pháp của mình. Sau khi nhận diện ngũ uẩn, nhận biết ngũ uẩn sanh diệt như thế nào, phải biết dạy dỗ ngũ uẩn. Thì cái buổi chia sẻ hôm nay là buổi con chia sẻ cho chúng ta cách mình tác ý để dạy ngũ uẩn. Vậy biết cách dạy ngũ uẩn chưa? Nói giờ tôi không biết tôi có con, giờ đâu lòi ra tôi có 5 đứa con. Dạy 5 đứa con này cần ai? Ráng dạy con đi. Không có con thôi, có con phải dạy chứ. Đưa cha dạy được, con của mình mà ai dạy được đâu, đúng không ạ? Anh ra như bây giờ biết mình có con rồi, thử ADN biết chắc rồi, phải không? Phải ADN không? Thử ADN biết chắc rồi, đó là 5 đứa con của mình rồi thì phải lo dạy chứ. Phải dạy con của mình để cho con của mình trở thành những cái đứa con thật là ngoan, thật là hiền, thật là dễ dạy, thật là dễ bảo, sống ở trong thiện pháp, thực hành pháp và tỳ pháp, trở thành rực sáng trong giáo pháp này.